Thì bây giờ muốn được sạc năng lượng. Đây đây. Em làm cái gì vậy? Thì sạc năng lượng cho anh đó. Em biết người ta muốn sạc pin thì phải làm gì không? Làm gì? Thì phải cắm sạc đó. Vậy sao mà nãy than mệt? Thì phải cắm sạc xong mới hết mệt được.